Ảnh Quang Hải khoe nhẫn cầu hôn bạn gái gây sốt mạng xã hội. Bức ảnh Chu Thanh Huyền đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út chụp cùng Quang Hải là dấu hiệu cho thấy ngôi sao bóng đá này vừa cầu hôn bạn gái. Tối ngày 19 tháng 12, thông tin Quang Hải chính thức cầu hôn Chu Thanh Huyền bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Tấm ảnh có Thanh Huyền, Quang Hải và một số người bạn của cặp đôi được lan truyền. Trên ngón tay của Thanh Huyền xuất hiện chiếc nhẫn cầu hôn cỡ lớn, Quang Hải ở cạnh bên cùng chiếc hộp chứa nhẫn sang trọng. Trên gương mặt của Thanh Huyền không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc, Quang Hải cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ. Đây là cái kết đẹp cho mối tình nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong buổi chiều cùng ngày, thông tin Nguyễn Quang Hải sẽ tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Chu Thanh Huyền vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cặp đôi đã yêu nhau được 3 năm, dù ngôi sao của câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ trên truyền thông cũng như mạng xã hội. Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, làm công việc kinh doanh tự do, mẫu ảnh, cô nàng trở thành bạn gái tin đồn của Quang Hải từ năm 2021. Dù không lên tiếng xác nhận hay chia sẻ trên mạng xã hội về chuyện tình cảm, Chu Thanh Huyền thường xuyên xuất hiện công khai cùng Quang Hải. Năm 2022, khi Quang Hải quyết định sang Pháp thi đấu cho Pau FC, Chu Thanh Huyền không ngại vượt đường xa sang châu Âu đồng hành cùng bạn trai. Khi Quang Hải trở về nước đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, cô cũng có mặt trong buổi lễ ký hợp đồng. Nguyễn Quang Hải đang trong hành trình lấy lại phong độ của mình khi thi đấu tại V-League. Sau nửa mùa giải 2023 gặp nhiều khó khăn, cầu thủ sinh năm 1997 bắt đầu cho thấy những nét tích cực. Anh ghi được 2 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Quang Hải vẫn là mảnh ghép quan trọng của huấn luyện viên Gong Okyun ở cấp độ câu lạc bộ. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên Chelsea tỏ ra kiên nhẫn với Nguyễn Quang Hải. Ông vẫn dành cho cậu học trò nhiều cơ hội ra sân, miễn là anh đủ thể lực và không gặp chấn thương. Với việc đang tiến những bước vững chắc để xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, Quang Hải nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ. Họ hy vọng rằng Quang Hải sẽ sớm bùng nổ trở lại khi đã yên bề gia thất.